poem và poetry. Cái từ poem và poetry, cả hai từ đều là một dạng word form của nhau. Tuy nhiên, chúng không hề giống nghĩa. Cái từ poem mình dịch là bài thơ, một bài thơ gồm nhiều câu thơ. Trong khi đó, cái từ poetry mình sẽ dịch là thi ca, thơ ca, môn học về thơ. Từ này sẽ dùng trái nghĩa với từ là văn xuôi đó. Cho nên poem hãy nhớ đơn giản nghĩa là một bài thơ. Trong khi đó poetry dịch là thi ca, thơ ca nói chung. Ví dụ, his poems were published after the war. Mình dịch là những cái bài thơ của ông ấy đã được xuất bản sau chiến tranh. Và I tried to understand the language of poetry, but it's too difficult. Tôi đã cố gắng để mà hiểu cái ngôn ngữ thi ca, nhưng mà nó quá khó để có thể hiểu được. Cho nên, câu số 1 sẽ là poem hay là poetry. Và câu số 2 sẽ là poem hay là poetry. Câu số 1 nghĩa là she invited me to one of her poetry readings. Cô ấy đã mời tôi đến một trong những cái buổi đọc nghiên cứu thi ca, nghiên cứu thơ ca của cô ấy. Thì đó, trường hợp này thi ca nói chung mình sẽ dịch là poetry. Trong khi đó câu số 2, ông ấy đã cống hiến cái poem. Ông ấy đã dành tặng cái poem, tức là cái bài thơ này cho riêng mẹ của ông ấy.